Hello, xin chào các bạn, mình là Kian đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách nội dung những cái lệnh trong nhóm lệnh âm thanh này nha. Thì trong video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về cách để mà dùng sử dụng những cái lệnh hiển thị này, như là để kích thước à, thay đổi hiệu ứng màu, hiện ẩn, thay cái lớp mà đã đang hiện lên ở trên màn hình này, nói xin chào, suy nghĩ và vân vân. Thì giờ hôm nay phần nhóm lại âm thanh này cũng rất ít, và nếu các bạn thấy thích video này, các bạn có thể nhấn like, share, subscribe, hoặc là các bạn nhớ nhấn nút chuông để bạn có thể nhận được những thông báo mới của mình nha. Và giờ bắt đầu nè. Thì đây, thì trong đó lần này thì đương nhiên thì đầu tiên chúng ta sẽ thêm cái lệnh khi bấm vào để có màu xanh này. Vậy rồi lệnh hai cái lệnh đầu tiên ba cái lệnh đầu tiên này là nó sẽ liên quan chính vào cái nhóm lệnh âm thanh mà nhiều người thường dùng. Đầu tiên là effect âm thanh nè. Thì một khi mà mình bắt đầu tạo ra một cái phần mềm nào đó, hay một cái chương trình nào đó trong Stride, thì sẽ có mail này tên Stride 1. Về trong phần âm thanh chúng ta sẽ thấy một cái dạng âm thanh là mèo. Và khi chúng ta chơi thì nó sẽ như thế này. Như vậy đó. Thì cũng trong một trong những cái video hướng dẫn Stride trước thì mình cũng có nói cho các bạn về cách sử dụng những cái lệnh này, như là nhanh nè, chậm lại, to hơn, robot, hoặc là có thể đảo ngược. Và mình có thể quay trở lại bằng cách này. Bây giờ cái lệnh này thì đúng như cái tên nó thì nó sẽ phát âm thanh meow như thế này. Như vậy á, thì mình có thể dùng nó trong cái việc nó cũng có thể phát lên nhạc rồi giúp chúng ta trong việc có thể phát lên nhạc nền âm thanh, hay là cho nó nói chuyện như là mình đồng tiếng vô đây, như là xin chào, hello, có thể ghi âm vô đây, đỡ vào đây và mình có thể phát ra. Ví dụ như mình thêm một cái âm thanh khác là âm thanh gì đây, vậy à, đây thôi mình đỡ cái này nha, như thế này. Và mình có thể thay đổi cái âm thanh đây thành LS bằng cách nhấn nút bù tên này và đi chạy đó, như vậy đó. Và của cái nút lệnh phép âm thanh này nó cũng giống y hệt, nhưng có điều nó khác là chỗ nó đến, có chữ đến hết là khi như thế này. Đầu tiên là mình nói meow đúng không, cái lệnh meow thôi ở đây đây. Và khi mình nhấn nút đây là sẽ phát meow. Và mình đỡ thì một cái là xin chào. Đó, nó sẽ vừa phát ra, nó sẽ vừa nói xin chào. Nhưng giờ mình sẽ đổi lên đây là cho là đây. Đến hết. Nó chỉ có chữ đến hết thôi về khi chạy. Đó, các bạn thấy cái gì lạ không? Thì nó có cái viên này. Đó, nó sẽ chạy cái lần đây trước, chạy lần dưới sau. Cái nghĩa là nó sẽ phát lên. Nó phát lên tiếng eo trước, rồi nó nói chữ xin chào sau. Nơi vậy thì hai cái lời này nó khác biệt là cái lời mà phát âm thanh meow này đến hết thì nó sẽ phát âm thanh đến hết, là nó sẽ phát và nó chơi nên mà nó phát khi nào mà âm thanh nó kết thúc rồi ấy thì nó mới chạy những cái lời ở sau. Còn đây là phát âm thanh thôi, nó chỉ thông báo cho nó phát âm thanh chứ nó không có cho nó đợi cho đến khi âm thanh nó kết thúc đó, như vậy đó. Vậy còn cái lệnh ngừng một âm thanh kiểu như thế này đây, ngủ thật đấy, các bạn có hiện như thấy một cái tiếng lóc nhỏ trong trong tiết tác xong rồi nó biến mất, thì cái nghĩa kiểu như là ngừng một âm thanh này nó sẽ ngừng luôn cái âm thanh mèo này. Như khi là đó, khi mình nhấn vô ngừng một âm thanh thì nó sẽ ngừng luôn, hay là LS bên đâu vậy đúng không, mình nhấn lại đó, mình nhấn ngừng một âm thanh thì nó sẽ tắt hết cái âm thanh đó luôn, để chị không nghe thấy gì. Còn cái mấy cái lệnh này thì nó cũng y hệt tương tự như là cái thay đổi hiệu ứng cái con mèo ấy, mình có thể thay đổi màu đồ vào, nhưng cái này nó sẽ thay đổi với âm thanh như Alex à, mình thay đổi hiệu ứng cho đổi, đợi mình đổi mèo rồi đó. Không, khi bắt đầu thì nó chỉ reset lại cho mình đặt 50 thôi đó, thì nó chỉ nhanh hơn giống như cái nút chạy nhanh ở trong này à. Đấy, chỉ như vậy đó.
Hơi khi chạy nó sẽ chạy nhanh kêu đồ á, hoặc cái bộ bên trái phải thì nó cũng các bạn chỉ hơi mà khó mà có thể nhận ra được. Thì khi nhấn bên trái phải 100 đi, mình nhấn đó là nó sẽ phát âm thanh ra ở bên phát âm thanh loa mình này, nó sẽ phát lại ở bên phải chứ không có bên trái. Còn khi mình đặt nó sẽ bình thường đúng không, mình đặt âm 100 thì nó sẽ phát lại ở loa bên trái chứ không có phát lại loa bên phải nữa, kiểu như vậy đấy. Và đây là hiệu ứng à, mình có thể xóa hết âm thanh đi như thế này đây. Thay đổi hiệu ứng cao độ một lượng là 50 đi đây, 20 mình copy nó đi. Xin chào, mình tên là gì, ví dụ như thế này. Rồi mình đặt cái độ âm thanh này cao lên. Ok đấy, mình cần là số hiệu âm thanh thoát vậy đó, mình cần số hiệu âm thanh của nó như thế này. Một khi chạy đi vậy đấy, nó kiểu như vậy. Hồi khi mà mình xóa nó chỉ quay lại bình thường, nó không có thay đổi canh rồ nữa, là như thế này. Và kiểu như chúng ta thêm một cái âm âm nhạc hay như phần loop này đây, chỉnh thành bossa nova nha. Rồi nó tiếng to lắm đúng không nè, chúng ta có thể thay đổi âm lượng lại như thế này đó. Đó chúng ta có thể làm nhỏ lại thì như vậy á. Và chúng ta có thể đặt âm lượng cao hơn như thế này, đặt âm lượng à, chúng ta có thể đặt lên 50 cho nó nhỏ lại thì chín được không, nó sẽ không có to hơn 100%, nó sẽ bình âm bình thường là cao nhất rồi đấy. Và chúng ta cứ có thể có một cái biến âm lượng, chúng ta sẽ âm lượng nó như thế này đó, như vậy đúng không. Chúng ta đặt 80 nó sẽ giảm lại thành 80 đó, kiểu như vậy. Và hết tất cả những lời mà chúng ta có thể dùng trong nhóm hiển thị âm thanh như là chúng ta có thể phát, chúng ta có thể dùng nó đỡ phát là cái nhạc lên cho nó xem sinh động như thế này. Bắt đầu âm thanh Fusenuve rồi coi cái sinh như thế nào, đợi đây chúng ta nói xin chào rồi phát là âm thanh meow đây. Mình sẽ phát xin chào là phát đây âm thanh meow về trên mạng là gì, nó sẽ có nhạc và sẽ có tiếng con này kêu lên khi mà nó nói xin chào bạn tên là gì, và như vậy đó có thể làm một cuộc hội thoại giữa đó. Và bên đây cũng là kết thúc video, thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn like hoặc là nhấn subscribe để mà mình có thêm động lực để làm thêm những video mới nha. Và trong video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về những cái phần lệnh điều khiển này nha. Bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt.